Chào các bác, với một không gian phòng khách đẹp mà các bác thích một chút màu vàng và có cái tiếng chuông điểm giờ và tiếng chuông điểm nhạc hay thì các bác phải sở hữu ngay cho em một chiếc đồng hồ cổ Odo. Chiếc này nhỏ của các bác đây là một chiếc Odo 628080 búa. Với kích thước em đo được cái chiều dài của chiếc đồng hồ từ phần đỉnh đi xuống dưới phần đế là 58cm. Và phần rộng nhất của chiếc đồng hồ lên là khoảng 45cm. Một mẫu thùng bè khá là đẹp để các bác treo trong không gian phòng khách để mang lại cái tiếng chuông bản nhạc quét 15 phút điểm nhạc một lần, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn thì các bác có thể thấy sở hữu một cái bộ mặt số vàng này, một phần kính dưới hoa văn họa tiết vàng kết hợp với một con lắc bát quái vàng thì còn gì để chê, đúng không ạ? Mẫu thiết kế thùng vân sồi nên nó sẽ cho các bác cái nét đẹp sang cổ. Đặc biệt chúng ta sẽ có hai chi tiết, đây là chi tiết trùng đào được chạm trổ đối xứng hai bên các bác nhé. Một chiếc tay cầm bằng kim loại này. Đây, em sẽ quay rất là chậm để các bác nhìn rõ nét nhất từng chi tiết của chiếc Odo 628 này. Nhìn rất là nhã nhặn và sang trọng, đúng không các bác? Bây giờ em sẽ đi vào bên trong nhé. Và đây là bên trong của một chiếc đồng hồ cổ Odo 628 các bác nhé. Quả là một cái bộ mặt số nổi, các bác hay gọi đây là mặt số quay chảo hoặc là mặt cười cũng được. Nhưng cái bộ số đỏ thì cực kỳ nổi bật rồi. Đời 62 kim lá núa các bác nhé. Còn bên dưới sẽ là một quả nắp đây. Quả nắp bắt quái vàng rất là đẹp đây. Bên dưới chúng ta sẽ có thêm hai cần để phụ trách việc khóa chuông nhạc hoặc là khóa chuông giờ nhé. Rồi bây giờ mời các bác thử âm thanh bản nhạc quét trên cái bộ công thép 121 nhé. Tiếng chuông ngân khép khá là hay, đúng không ạ? Còn bên trong đây là cái bộ máy ba vách hoa dâu các bác nhé. Bộ máy này đã được lau dầu và chạy chuẩn để các bác chỉ việc về treo lên chơi và sở hữu thôi để thưởng thức âm thanh. Rồi, mời các bác ngắm nhìn tổng thể một lần nữa nhé. Vẻ đẹp của chiếc 628. Chiếc 62 này em xin được giao lưu với các bác với cái tầm giá đó là 23 triệu cho một chiếc 628 08 búa. Rất là đẹp. Cảm ơn các bác đã theo dõi.